Và tiếp nối chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay, sau đây Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Bắt đầu từ Ukraine, thưa quý vị, tiêm kích bị hạ bởi nhiều máy bay Su-35S của Nga. Quân đội Nga tuyên bố tiêm kích Su-35S nước này phát hiện bắn hạ các chiến đấu cơ Ukraine từ khoảng cách gần 200 km trong một cuộc tuần tra. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 15 tây tháng 11 rằng các tiêm kích đa năng Su-35S thuộc Không quân Vũ trụ Nga đã bắn rơi cường kích Su-25 và tiêm kích MiG-29 Ukraine trong một chiếc xuất kích chiến đấu ở vùng Donbass. Kênh truyền hình quân đội Nga RTA cùng ngày công bố lời kể của Klim, phi công chỉ huy biên đội tiêm kích Su-35S tham gia nhiệm vụ này. Người này nói rằng, tôi phát hiện biên đội hai chiếc Su-25 được hộ tống bởi tiêm kích MiG-29 ở khoảng cách 200 km. Chúng tôi liên tục bám bắt mục tiêu, chờ thời điểm phù hợp để phóng đạn. Bên cạnh đó, thì người này cũng cho biết hỏa tiễn trên tiêm kích Su-35S có tầm bắn lớn và lợi thế chênh lệch về độ cao, giúp máy bay Nga tấn công mục tiêu từ khoảng cách rất xa. Hình ảnh từ màn hình hiển thị của tiêm kích Su-35S cho thấy máy bay Nga phát hiện ít nhất 3 mục tiêu riêng rẽ và phóng liên tiếp hai hỏa tiễn đối không. Không lâu sau, hai mục tiêu biến mất khỏi radar, máy bay còn lại nhanh chóng rời khỏi khu vực. Kim nói thêm rằng thông tin tình báo sau đó xác nhận hai máy bay Ukraine bị bắn hạ. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Báo cáo của Viện Nghiên cứu các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RSI tại London cho biết không quân Nga VKS đang chia rẽ không phận tác chiến tại Ukraine thành 8 vùng. Trong đó, mỗi vùng được bố trí hai tiêm kích MiG-31BM hoặc Su-35S tuần tra liên tục. Các chuyên gia phương Tây cho rằng các phi đội MiG-31BM và Su-35S Nga trang bị hỏa tiễn O-37M có khả năng uy hiếp mọi máy bay được Kiev triển khai ở khu vực rộng lớn tại Đông và Nam Ukraine. Báo cáo có đoạn các chuyến tuần tra đạt hiệu quả rất cao trong đối phó tiêm kích và cường kích Ukraine. Trong đó, hỏa tiễn O-37M là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng với không quân Ukraine. Né tránh loại hỏa tiễn này rất khó khăn do chúng có tốc độ cao, tầm bắn hiệu quả lớn và đầu dò được thiết kế để diệt các mục tiêu bay thấp. Hỏa tiễn trang bị đầu dò radar chủ động và bán chủ động ứng dụng nguyên lý bắn và quên, có thể tự tìm tới mục tiêu sau khi được khai hỏa mà không cần phi công điều chỉnh. Pháp và Tây Ban Nha cam kết ngừng bán xe chạy bằng xăng từ năm 2035. Ngày 16 tháng 11, Pháp và Tây Ban Nha đã quyết định tham gia nhóm tuyên bố về phương tiện không phát thải GEVD. Theo đó, cam kết ngừng bán các loại phương tiện chạy bằng xăng từ năm 2035, tức là sớm hơn 5 năm so với kế hoạch trước đó. Cam kết này là một phần trong các nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế ít phát thải. Hai nước đã thông báo quyết định trên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. COP27 đang diễn ra tại Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Tuyên bố này được khởi động tại COP26 ở Glasgow, Anh năm ngoái. Các bên tham gia gồm các quốc gia, thành phố và công ty đã cam kết mục tiêu 100% xe bán ra là xe không phát thải thực hiện từ năm 2035 trên các thị trường hàng đầu và từ năm 2040 trên thị trường toàn cầu. Chính phủ Anh Quốc cho biết một số công ty mới ký kết tham gia, hiện tại đã có tổng cộng 214 bên ký tham gia tuyên bố về phương tiện không phát thải, tăng so với con số 130 cách đây một năm. Theo kế hoạch, tuyên bố này sẽ được giám sát bởi một nhóm mới mang tên Thúc đẩy Liên minh không phát thải, nhằm giúp cho các bên tham gia thực thi đầy đủ cam kết của mình. Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải giảm hoặc loại bỏ khí thải gây hiệu ứng nhà kính khỏi các loại phương tiện như xe hơi, xe tải và các dạng phương tiện giao thông khác như máy bay, loại phương tiện góp phần hàng đầu vào tình trạng ấm lên toàn cầu. Ngành vận tải hàng không và hàng hải rất khó thực hiện phi carbon hóa, song công nghệ giảm khí thải cho các phương tiện nhỏ hơn đã được thiết lập và đang phổ biến rất nhanh. Các số liệu gần đây cho thấy năm 2022 sẽ là năm kỷ lục về bán các phương tiện không phát thải. Theo đó, xe điện chiếm 13,2% tổng doanh số trong nửa đầu năm. Chủ tịch COP26 ông Alok Sharma cho biết cam kết phương tiện không phát thải là một cột mốc lớn quy tụ các tác nhân hàng đầu thúc đẩy chuyển sang bản mới 100% xe không phát thải.
theo ông vẫn có những cơ hội lớn ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Vì vậy, ông chính thức khởi động nhóm thúc đẩy liên minh không phát thải. Ông nhấn mạnh liên minh này cung cấp nền tảng cho các nước đi xa hơn và nhanh hơn, đảm bảo không nước nào bị bỏ lại phía sau. Quay sang Thái Lan, điều động hơn 35.000 cảnh sát bảo vệ hội nghị APEC. Theo Bangkok Post đưa tin, Thái Lan triển khai hơn 35.000 cảnh sát và thắt chặt an ninh để bảo vệ các địa điểm diễn ra hội nghị APEC tại Bangkok tuần này. Theo đó, các cảnh sát này được huy động từ các đơn vị trên toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, gọi tắt là QSNCC, nơi diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, cũng như khách sạn của các đại biểu. Tướng Ramosat Ketaprapas, tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, hôm 16 tây tháng 11 cho biết hoạt động đảm bảo an ninh cho APEC diễn ra suôn sẻ và các cơ quan tình báo đang tiếp tục theo dõi tình hình thủ đô Bangkok cũng như các tỉnh lân cận. Các con đường xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia sẽ bị cấm xe từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau, trong các ngày từ 16 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11. Hoạt động tụ tập công cộng cũng bị cấm tại một số khu vực gần trụ sở chính phủ. Bên cạnh đó, tướng Ramosat cũng cho biết rằng các chốt kiểm soát được thiết lập tại 29 địa điểm ở Bangkok, trong khi lực lượng an ninh tăng cường giám sát các nhóm biểu tình. Giới chức Thái Lan cũng đề nghị công chúng lưu ý các dấu hiệu bất ổn hoặc bất cứ điều gì bất thường để báo cáo với cơ quan an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị. Tuần lễ cấp cao APEC 2022 sẽ diễn ra tại Bangkok từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11. APEC được thành lập từ năm 1989 là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Thái Lan đã đề xuất chủ đề của năm APEC 2022 là rộng mở, kết nối cân bằng, nội dung hợp tác APEC tập trung vào 3 ưu tiên gồm thương mại và đầu tư mở với tất cả cơ hội, khôi phục kết nối trên mọi phương tiện và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững bao trùm trên mọi khía cạnh. Tính từ năm Hàn, hơn nửa triệu học sinh bước vào kỳ thi quốc gia căng thẳng nhất. Thông tấn xã Yonhap ngày 17 tháng 11 đưa tin hơn nửa triệu học sinh Nam Hàn đã tham dự kỳ thi năng lượng quốc gia, gọi tắt là CSAT, hàng năm để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm ở Nam Hàn. Kỳ thi kéo dài 9 tiếng và tổng cộng là 5 môn thi. Đây là kỳ thi năng lực quốc gia thứ 3 mà Nam Hàn tổ chức kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Bộ Giáo dục cho biết tính đến ngày 16 tháng 11 có tổng cộng 2.317 thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính. Để phòng chống lây lan, nhà chức trách Nam Hàn yêu cầu thí sinh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào địa điểm thi, đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi và các bàn thi được ngăn cách bằng vách ngăn nhựa. Thí sinh dự thi phải mang theo nước, đồ ăn trưa và cũng không được phép tụ tập nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao. Kỳ thi năng lực quốc gia rất quan trọng vì kết quả thi sẽ là căn cứ để các học sinh chọn trường đại học hoặc cao đẳng và mở ra con đường cho sự nghiệp trong tương lai. Chính vì thế, không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng thường cảm thấy rất áp lực trước sự kiện này. Chính phủ Nam Hàn đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cho thí sinh, như tăng cường phương tiện giao thông công cộng để giúp học sinh đến điểm thi đúng giờ. Bộ Giao thông Vận tải đã ra công văn cấm tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh trong 40 phút kể từ 13:05 ngày 17 tháng 11 để đảm bảo rằng không có tiếng ồn làm ảnh hưởng đến bài thi nghe tiếng Anh. Theo bộ này, các máy bay đang hoạt động phải bay ở chế độ chờ ở độ cao ít nhất 3 km so với mặt đất. Các biện pháp này đã dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 18 chuyến bay nội địa và 59 chuyến bay quốc tế. Thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối của Nam Hàn sáng ngày 17 tháng 11 cũng mở cửa muộn hơn 1 giờ so với thường lệ là 10 giờ. Các thí sinh bị muộn sẽ được cảnh sát hỗ trợ đưa đến điểm thi. Kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 12 tới. Quay sang Trung Quốc, thưa quý vị, phong tỏa trường đại học Bắc Kinh vì một trường hợp nhiễm COVID-19. Thông tấn xã AP đưa tin giới chức Trung Quốc ngày 16 tháng 11 đã ra lệnh phong tỏa một trường đại học lớn ở Bắc Kinh sau khi phát hiện một trường hợp mắc COVID-19 ở khu vực này. Theo thông báo, sinh viên và giảng viên đại học Bắc Kinh không được phép rời khỏi khuôn viên trường trừ khi thật sự cần thiết. Các lớp học trong khuôn viên chính nơi phát hiện ca mắc COVID-19 chuyển sang hình thức học trực tuyến cho đến ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, truyền thông cho biết hôm 16 tây tháng 11, một số người vẫn có thể ra vào khuôn viên chính tại trường đại học này. Đại học Bắc Kinh có hơn 40.000 sinh viên tại nhiều cơ sở, chủ yếu ở Bắc Kinh. Ngôi trường 124 tuổi là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Hiện chưa rõ số người bị ảnh hưởng bởi lần phong tỏa này.
Trong 24 giờ qua, Bắc Kinh báo cáo 350 trường hợp mới và một số khu vực đã ban hành biện pháp phong tỏa và cách ly cục bộ theo chiến lược Zero Covid-19. Trên toàn quốc, Trung Quốc ghi nhận 20.000 trường hợp, tăng từ khoảng 8.000 vào tuần trước. Giới chức Trung Quốc tìm cách tránh phong tỏa toàn thành phố nhằm giảm thiểu tác động với nền kinh tế. Hướng dẫn quốc gia sửa đổi ban hành vào tuần trước kêu gọi chính quyền địa phương tuân theo cách tiếp cận có mục tiêu và khoa học. Trung Quốc nhấn mạnh chính phủ đang điều chỉnh nhưng không từ bỏ chính sách Zero Covid-19. Hôm 11 tây tháng 11, giới chức y tế Trung Quốc đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế dành cho khách nhập cảnh và người tiếp xúc gần các trường hợp nhiễm bệnh.